Dạ. Bác sáu hôm qua chú tám nè, qua chú tám nè, chú tám nước hiếu gì vậy hả? Ở chú tám vô điện rồi bắt lên cái có nước, bác muốn xin nhiêu cũng có, đỡ cực. Có ông có chòi thường xuyên ở trong đây luôn mà, giữ mít đồ. Ít ít thì uống nước uống đồ dễ cũng được, còn muốn làm gì nhiều qua bên đó xin. Dạ đúng rồi. À. Nè đây, bên đây, bên đây nè bác. Dạ nè, vô mít nè. Dạ. Con nhiều lắm mà, để con gỡ kiếm cái thùng không. Nay măng thu hoạch được nhiều chưa bác sếp? Tới mùa nhiều rồi, nhưng mà nó năm nay bị hư nhiều quá, Yeah. hư thối hết Hư thối hết hả? Tại mưa hay sao? nó bị bệnh. Đây À. nè, đây miếng Và đó miếng mủ. mủ được bỏ thêm cái độc nữa, nó bị bệnh gì đâu mà nó thối thôi, nó đen, nó đen 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 trong góc hết trơn, nó đâu có lớn được. Yeah. Ủa sao dưỡng bãi lấy vô còn gì sót đây, mấy cục đây nè. À, cái này hả? Cái này con mới gửi cho đó. Nghe nghe ok đó. Đó đây nè, Này giặt nó đã bự là bự 5.000. rồi, bởi nó Dạ. bự bự mà Được nó đẹp 5.000. sạch đẹp đẹp ghê luôn, mà Dạ. tôi làm đại đùa tôi đâu có đâu có ấy đâu. Bởi vậy người ta cứ chịu khó, người ta đi một chút xíu là được. Ở mũ đất này, đi nốt mũ đất này thì có nhiều, Tiền nó nhiều tiền nó. nó có nhiều lắm, Dạ. tại vì nên thấy nó đi người nào lấy bao 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 không mà. À. Nhiều khi người ta làm móc bù đắp tiền nhiều hơn mình. Vậy sao cái này đi về trước rồi đã, dựng làm đi còn tôi mất ké bán hàng ra đây. Xe đâu? Dượng dượng ha gì à, các bác sao Em rể. à, qua hôm nay này có thời gian qua phụ bác không Lâu lâu qua rồi, lâu à, lâu ổng qua ông chơi bữa hai ra à. đây, chút ổng về liền giờ nè. À vậy hả, Ổng ở bển, ổng cũng phụ con ổng cạo mũ rồi ổng phải đi trước. dạ. Ủa bển nay mũ bên Tây Ninh nay mũ có giá không bác? Khi mình học hỏi rồi cho biết. Dạ. Xuống Bác chỉ phụ trút mũ thôi vậy hả? mũ Có phụ cạo cũng bị út không? chén Không, con không biết cạo. Không biết Con cạo hả? cũng gỡ mũ vậy thôi. Dạ. Cạo thì nó cạo chứ con không biết. Dạ. Ở giờ giờ ở giờ không có biết thì học hết hả? Dạ. Cho biết luôn. Dạ. Chứ Biết cực. già rồi mà có học nữa thì Dạ. cũng làm gì được. Giờ yếu rồi đâu có sức nữa. Trước đã biết thì cũng cạo nổi, biết biết đâu có trước lớn giờ rồi không cũng nổi cạo, biết nhưng mà con không biết cạo, cạo lâu. dạ
Làm Đó người ta nhiều khi như người ta chọn màu, mình cũng biết sao chọn không, dạ. cũng cần nghĩ. Ủa mẹ Dạ không. bây giờ về hết. Dạ con cũng về luôn. Dạ. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Con hả? Con 35 rồi. Con tuổi Sửu. Là 35, 36 phải Tuổi sửu vậy vậy mà còn lớn hơn tí ra nữa hả? không? Mình tí tuổi Tí tí mà. Mình tí tuổi tí, tí mới Sửu. tí sửu hả? Dạ. Nhỏ, con nhỏ hơn nó tuổi. Lớn hơn Thiện. Thế hơn Thiện chắc 5-6 tuổi ạ. À. Đâu có. Thiện sinh năm 87 mà. À vậy hả? Vậy lớn hơn à, mấy tuổi? Mấy tuổi? 87 vậy mày 86 hả? Dạ. Ừ. Vậy mày lớn hơn nó 1 tuổi hả? Dạ. Vậy Thiện cũng lớn ha. Mày không còn lấy vợ gì hết Trời, lấy vợ ở vậy cho nó sướng, chứ lấy vợ nhiều khi khổ. mai mốt già không ai hầu hạ. Dạ. Dạ ai à, viên viên hả bác? Dạ viên nó chưa đến ha. Cái duyên khổ hoặc duyên sướng nó chưa đến. Nhiều khi có vợ sướng thấy mồ luôn á. đúng Dạ. người mới có vợ rồi cũng người đeo răng Dạ. có biết được ngày mai thế nào không. Dạ. Dạ. Lúc có vợ cái mất cái chồng. Rồi. Rồi bác về trước ha. Dạ. À, kính chào cô bác chị và các bạn, đó là cái lô của bác Sáu ở đây nè cô bác anh chị. Bác Sáu vừa đi chợ mủ đi bán, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ giá mủ ngày 12 tháng 7 cho cô bác anh chị. Cái mủ chén mà bác đó đem đi bán đó, trong cái bao cô bác anh chị thấy đó, là được 11.500 nha cô bác anh chị. Còn mủ dây thì bác đó chia sẻ mủ dây 15.000 đồng một ký ha. À, hôm bữa thì chúng tôi bán chỉ được 14, nhưng mà bác đây bán được 15.000 đồng một ký ở Trân Thành đó cô bác anh chị. À, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ giá mủ cho cô bác anh chị luôn. Thì giá mủ ở giá mủ cao su ở Phú Yên là 245 đồng trên độ, mủ chén 13.000 đồng trên ký. Ở công ty cao su Đồng Nai, mủ nước loại 1 là 252 đồng trên độ, mũ nước loại 2 là 249 đồng trên một độ, mũ chén 9.600 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Lộc Ninh, mũ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 237 đồng trên độ, tại nhà máy 242 đồng trên độ, mũ chén 9.000 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Phước Hòa, mũ nước 248 đồng trên độ, mũ chén 9.000 đồng một ký. Ở Đắk Lắk, mũ nước 11.000 đồng trên ký. Ở Tây Ninh, mũ nước 250 đồng trên độ, mũ chén 12.500 đến 13.000 đồng trên ký. Ở Dầu Tiếng, Bình Dương, mũ nước 250 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Ở Bình Long, mũ nước 252 đồng trên độ, mũ nước ở Bình Long, công ty cao su Bình Long thì 252 đồng trên độ là ở nhà máy, còn ở nông trường là 246 đồng trên độ, mũ chén 10.000 đồng trên ký. Ở Gia Lai, mũ nước 220 đồng trên độ, mũ chén 13.000 đồng trên một ký. Ở Kon Tum, mũ nước 240 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Ở Phước Long, mũ nước 253 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Ở xã Nông Nô, ở Nấm Nùng, Rông Nô, Đắk Nông, anh chị Hà Bùi chia sẻ mũ nước ở Đắk Nông là 240 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Ở Xuân Lộc, Đồng Nai, anh chị Vũ Trương chia sẻ mũ nước 235 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Ở Đức Linh, mũ nước 240 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký.
Ở Phú Riềng, công ty cao su Phú Riềng thu mua mũ nước là 253 đồng trên độ, mũ chén 9.000 đồng trên ký. Ở Chân Thành, Minh Thành, Minh Hưng, Hớn Quản, mũ nước dao động từ 235 đồng đến 240 đồng trên độ, mũ chén 11 đến 12.000 đồng trên ký. Ở Củ Chi, mũ nước 235 đồng trên độ, mũ chén 11.000 đồng trên ký. Ở Phú Giáo, Bình Dương, mũ nước 240 đồng trên độ, mũ chén 12.000 đồng trên ký. Như vậy là hôm nay chúng tôi đã chia sẻ xong giá mủ cho bà con. Và còn một số nơi nữa như là Phước Long thì chúng tôi chưa cập nhật được mủ nước của Phước Long ngày hôm nay. Mủ chén thì 12.000 đồng trên ký ở Phước Long. Theo quan sát nhận định của chúng tôi thì giá mủ của những ngày qua thì chủ yếu dao động từ mức 235 đến 240 đồng trên độ, và ở hầu hết các nơi, có một số nơi thì giá đạt đến 253 là cao nhất, và cũng có nơi thấp nhất là 230 đồng trên độ. Thì cao nhất là 253 đồng trên độ và thấp nhất là 230 đồng trên độ. Còn mũ dây bình thường thì 15.000 đồng trên ký. Mũ dây có chỉ thì 11.000 đồng trên ký, mũ dây chữ thì 16 17.000 đồng trên ký nha cô bác anh chị. Thì nhân cái video ngày hôm nay chúng tôi cũng cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã gửi cái giá về cho chúng tôi. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn, và chúng tôi mong mà cô bác anh chị cũng hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đến khi nào mùa mủ năm nay kết thúc nha cô bác anh chị. Video đến đây thì cũng đã dài rồi, cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào cô bác anh chị và hẹn gặp lại video ngày mai.